Hi, chào mừng bạn quay trở lại với bài học thành công. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghệ thuật thuyết phục khiến cho khách hàng hay bất kỳ ai cũng phải nghe lời bạn răm rắp. Hãy dùng những tuyệt chiêu này cho mục đích tốt đẹp, làm gia tăng giá trị cho khách hàng của bạn nhé. Tôi dám cá rằng, bạn chắc chắn đã từng bị dụ vì một trong các mẹo tâm lý này. Nhưng giờ thì bạn hoàn toàn có thể dùng chúng để sai khiến khách hàng làm theo ý mình một cách hoàn toàn tự nguyện. Đó chính là 12 mẹo thuyết phục khách hàng mà hầu hết những người bán hàng thành công hay các doanh nghiệp thành công đang áp dụng ở ngoài kia. Bạn xem để biết mình đã bị dụ như thế nào nhé. Và chính bạn cũng có thể áp dụng để chinh phục bất kỳ vị khách hàng nào mà bạn mong muốn. Mẹo thuyết phục số 1. Hiệu ứng mồi. Để giải thích về hiệu ứng mồi, nhà kinh theo hành vi Dan Ariely đã lấy ví dụ về cách bán quảng cáo của hãng Economist. Hãng này đưa ra 3 mức đăng ký quảng cáo như sau. Gói 59 đô la Mỹ cho quảng cáo online khoảng 1,3 triệu đồng. Gói 159 đô la Mỹ khoảng 3,5 triệu đồng cho quảng cáo trên giấy. Và gói 160 đô la Mỹ nếu sử dụng cả quảng cáo giấy và online. Nếu bạn là người thực sự có nhu cầu quảng cáo, bạn sẽ chọn gói nào? Ariely giải thích rằng gói quảng cáo giấy chỉ tồn tại với mục đích khiến gói quảng cáo kép trên giấy và online trở nên hấp dẫn hơn, kích thích khách hàng mua gói quảng cáo này. Bài học: khi muốn kích cầu khách hàng, hiệu ứng mồi sẽ là một phương pháp hữu hiệu giúp khách hàng của bạn đưa ra quyết định mua hàng một cách nhanh chóng. Nói một cách khác, khi bạn gặp khó khăn trong việc bán hai sản phẩm với giá thành đắt, hãy tạo thêm một lựa chọn thứ ba, sao cho các lựa chọn ban đầu trở nên bớt đắt và vì vậy hấp dẫn hơn đối với khách hàng. Khách hàng của bạn sẽ có cảm giác như vừa mua được một món hời vì đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi mua hàng của bạn. Còn bạn thì vừa bán được nhiều hàng hơn mà vẫn có lãi. Mẹo thuyết phục số 2. Được voi mới đòi hai bà Trưng. Bạn nên hỏi những điều nho nhỏ trước, sau đó mới theo đà đến những thứ lớn lao thì khả năng thành công sẽ tăng cao hơn. Chẳng hạn, một khách du lịch nhờ bạn chỉ đường, sau đó họ nói rằng họ sợ đi lạc và nhờ bạn dẫn. Bạn sẽ dễ đồng ý hơn là chưa gì đã bị hỏi thẳng thừng. Năm 1966, hai nhà nghiên cứu ở Stanford là Jonathan Freeman và Scott Fraser quyết định thử nghiệm mức độ hiệu quả của mẹo thuyết phục này. Họ chia 156 phụ nữ thành 4 nhóm. Trong đó, 3 nhóm được đưa yêu cầu từng bước từ voi đến hai bà Trưng, còn nhóm cuối bị phủ đầu với chỉ một yêu cầu lớn. Yêu cầu nhỏ trong trường hợp này là trả lời vài câu hỏi về một số vật dụng nhà bếp. Còn yêu cầu lớn được đưa ra 3 ngày sau khi đưa ra yêu cầu nhỏ là cho phép một người đến khảo sát căn bếp của bạn. Kết quả, tỷ lệ người được yêu cầu từng bước chấp nhận cho người khác đến nhà là 52,8%. Trong khi đó, tỷ lệ ở những người bị phủ đầu chỉ là 22,2%. Bài học: bằng mọi cách, hãy giúp khách hàng mua hàng của bạn, giá trị nhỏ thôi cũng được, thậm chí là miễn phí để họ trải nghiệm chất lượng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Khi họ thích bạn rồi, bạn bán gì họ cũng mua. Mẹo thuyết phục số 3. Bắt chước ngôn ngữ cơ thể để giành sự yêu mến. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, con người chúng ta thường có cảm tình với người đối thoại hơn khi họ có tư thế, kiểu cách và nét mặt giống mình. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng tắc kè hoa. Những người giống nhau có xu hướng yêu quý nhau hơn. Điều kỳ lạ ở hiện tượng này là nó hoạt động một cách gần như hoàn toàn vô thức. Hầu hết các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu đều không hề nhận ra rằng người đối diện đang cố gắng bắt chước họ. Bài học: khi bạn gặp gỡ khách hàng hay đối tác, hãy bắt chước ngôn ngữ cơ thể của người đối diện trong giây lát. Trong vô thức, bạn sẽ dễ dàng gây thiện cảm và giành được sự yêu mến của đối phương ngay lập tức. Công việc bán hàng và ký kết hợp đồng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều đấy. Mẹo thuyết phục thứ 4. Thẳng thừng. Bà có thể khỏa thân chạy dưới đường và gào lên rằng video này tuyệt vời thế nào không? Không. Nếu thế, ít nhất bà có thể bấm một nút share trên Facebook thôi không? Ngược với cách tiếp cận, được voi mới đòi hai bà Trưng. Cách này, ngày đầu tiên đòi hỏi một điều khó chấp nhận, sau đó mới đưa ra yêu cầu nhỏ nhoi hơn, mà thật ra có thể mới đúng là điều bạn muốn. Bạn hãy thực hành mẹo thuyết phục này ngay bây giờ bằng cách bạn hỏi mượn người bên cạnh 100 ngàn. Đúng rồi, người bên cạnh bạn đấy. Sau khi bị từ chối thì hỏi, vậy 20 ngàn được không? Rồi comment kết quả ở bên dưới video này nhé. Rất nhiều người đã gặp phải tình huống này và đều đồng ý rằng thật sự rất khó nói lời từ chối. Khách hàng cũng vậy. Mẹo thuyết phục số 5. Thôi miên khách hàng để nâng cao ý thức. Bạn có sợ bị ai đó thôi miên không? Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học Newcastle chỉ ra rằng chúng ta cư xử có văn hóa hơn khi nhìn thấy hình ảnh đôi mắt. Trong thí nghiệm, các nhà khoa học đã đặt tấm hình những đôi mắt trong một cửa hàng ăn công cộng
thay vì hình những bông hoa và theo dõi phản ứng của khách hàng. Kết quả là số lượng người dọn dẹp sạch sẽ góc của mình sau khi ăn nhiều hơn hẳn. Tác giả của nghiên cứu cho rằng hình ảnh đôi mắt đã khiến con người ta cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm. Từ đó, họ hành động có ý thức trách nhiệm cao hơn. Cảm giác bị theo dõi khiến con người ta cư xử có văn hóa hơn. Vì vậy, khi muốn đảm bảo mọi người hành động có văn hóa và trách nhiệm, hãy khiến họ cảm thấy rằng mình đang bị theo dõi. Mẹo thuyết phục số 6. Đặt giá trước. Đây là một kỹ thuật kinh điển trong kinh doanh, cũng là một kỹ thuật phủ đầu. Một trong những ứng dụng quen thuộc nhất của nó là để mặc cả giá thành. Chẳng hạn, khi đang tìm mua một bộ váy, người bán ra giá 500.000, bạn mặc cả một lúc xuống được 430.000 và sung sướng hạnh phúc đi về. Nhưng thật ra, giá của chiếc váy vẫn thấp hơn như vậy. Vì mức giá 500.000 được đưa ra làm chuẩn so sánh nên bạn nghĩ mình đã mua hời. Hoặc khi được đề nghị lương 10 triệu, bạn thương lượng lên 12 triệu, tức tăng đến 20% so với mức ban đầu. Rõ ràng là hấp dẫn hơn hẳn, nhưng có thể vẫn thấp hơn giá trị thực của bạn. Mẹo thuyết phục số 7. Đưa ra nhận định không thể chối bỏ. Có nguyên tắc này sẽ đưa ra những nhận định mà hầu hết mọi người đều không thể nói khác đi được. Nhiều trang web hiện nay dùng chiêu này để bán sản phẩm rất thành công. Họ sẽ đưa ra một nhận định không thể chối bỏ để bạn like fanpage của họ hoặc để bạn đăng ký nhận email của họ bằng cách cho nhảy ra những cửa sổ nói những điều rất khó để lựa chọn khác như có, tôi sẽ đăng ký vì tôi thích được nhận tiền và không, vì tôi không muốn thành công. Hoặc, chẳng hạn, bạn đang cần gây quỹ cho một mục đích nào đó, thay vì đánh ngay vào túi tiền của người khác, bạn hỏi trước họ có ủng hộ mục đích này hay không, thì phần việc sau đó sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều. Mẹo thuyết phục số 8. Phá vỡ rồi định nghĩa lại. Một nghiên cứu đã đưa ra thực nghiệm về kỹ năng DTR, tạm dịch, phá vỡ rồi định nghĩa lại. Trong thí nghiệm, những nhà nghiên cứu đã đi đến từng nhà để bán các thẻ ghi chú với mục đích từ thiện. Đầu tiên, họ bán thẻ với giá $3 8 thẻ, khoảng 66.000 và chỉ có 40% hộ gia đình đồng ý mua. Nhưng khi họ thay đổi cách nói là 300 sen 8 thẻ, họ đã kiếm được gấp đôi. Dù 300 sen cũng tương đương với $3, nhưng mà cách sử dụng DTR, những người bán hàng đã bẻ gãy suy nghĩ thông thường của người mua, khiến họ không thể suy xét một cách lý trí, và qua đó chi phối được quyết định chi tiêu của họ. Ví dụ, như khi nói đến giá của một loại kem trị mụn, họ đã đề cập như sau. Hết sạch mụn chỉ bằng 2 bát phở bò. Bạn có cảm thấy giá của loại kem trị mụn rẻ hơn không? Người đang gặp vấn đề về mụn thì có đấy. Mẹo thuyết phục số 9. Tâm lý đám đông. Đây là một trong những cách thuyết phục thần thánh thường gặp nhất. Nếu mọi người đều tin điều này thì chắc chắn là nó đúng rồi. Chính là tâm lý đang được lợi dụng. Khi đưa ra quyết định gì đó, nhiều người thường nhìn vào những người xung quanh xem họ làm gì rồi làm điều tương tự. Hoặc trong một nhóm, khi có người nêu ra ý tưởng gì đó, mọi người thường suốt cuộc đều nghe theo, kể cả khi không phải tất cả đều đồng ý. Nếu định làm một hũ tiền tip, bạn nên cho vào một ít mồi trước. Các khách hàng sau đó sẽ nghĩ đã có người khác làm việc này thì mình cũng nên làm theo. Tương tự như với một bài post nào đó trên Facebook, nếu đã có like thì nhiều khả năng sẽ nhận được thêm like, thay vì bạn để nó trống trơn. Mẹo thuyết phục số 10. Dựa hơi. Bên cạnh tâm lý để ý đến thái độ và hành động của đa số, nhiều người còn hay để ý và có sự tin tưởng lớn hơn nếu thấy bóng dáng của người quen, thương hiệu quen. Nếu đó là người có uy tín, có quyền lực, thương hiệu lớn thì sẽ càng thấy đảm bảo. Bạn dễ dàng thấy được kiểu thuyết phục này trên các quảng cáo và lời giới thiệu. Chẳng hạn như nhãn hiệu được hầu hết các bác sĩ tin dùng, sản phẩm được đánh giá là ứng dụng iOS tốt nhất năm 2019, được bình chọn bởi tạp chí danh tiếng XYZ. Mẹo thuyết phục số 11. Gây sức ép. Bài viết này sẽ bị gỡ trong vòng 5 giây, trừ vì bạn chia sẻ nó ngay trên Facebook của mình. Live xong xóa, hãy xem ngay bây giờ. Từ gây sức ép này thường được giới sales và marketing sử dụng, đánh vào tâm lý, coi hàng hiếm là hàng quý. Mọi người sẽ muốn thứ gì đó hơn khi nó có khả năng sẽ biến mất. Nếu bạn thuyết phục người khác rằng thứ gì đó chỉ còn số lượng hạn chế, chỉ còn trong thời gian hạn chế, tự khắc người ta sẽ muốn nó hơn. Theo kinh nghiệm bản thân, có phải bạn sẽ quan tâm hơn khi khách sạn chỉ còn 2-3 phòng trống? Hoặc khi mua hàng, bạn cũng sẽ dễ rút ví hơn khi biết món hàng chỉ được giảm giá trong một ngày duy nhất hoặc chỉ trong một vài tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Đặc biệt, khi có thêm ứng dụng, đồng hồ đếm ngược bên dưới nữa sẽ càng khiến bạn nóng ruột hơn. Chúng ta càng căng thẳng với giới hạn của sản phẩm bao nhiêu thì tỷ lệ bị dụ càng cao hơn bấy nhiêu. Và đừng quên, khi bán hàng, hãy cho thêm cái đồng hồ đếm ngược hoặc thời gian hạn chót bên cạnh mức giá ưu đãi. Mẹo thuyết phục số 12. Có qua có lại. Mọi người thường có xu hướng có qua có lại. Có nghĩa
Khi bạn tạo cho người khác cảm giác mang nợ điều gì đó, bạn sẽ dễ nhận lại được điều mình muốn hơn. Chẳng hạn, nếu bạn đang gây quỹ cho một trại trẻ mồ côi và cần kêu gọi lòng hảo tâm, sẽ hiệu quả hơn nếu trước đó bạn tổ chức một sự kiện nho nhỏ cho những đứa trẻ làm những chiếc vòng tay theo cách vừa làm vừa chơi, chứ không phải bóc lột sức lao động trẻ em. Trước khi mời quyên góp, bạn sẽ đem tặng những chiếc vòng này khiến những nhà hảo tâm tiềm năng cảm thấy mình đã nhận và cần đáp lại cho phải lẽ. Một nghiên cứu được thực hiện tại một nhà hàng ở New York cũng cho thấy rằng các nhân viên càng cho thấy sự niềm nở và tích cực bao nhiêu thì doanh số và số lượng hàng bán ra càng nhiều hơn bấy nhiêu. Đặc biệt, nếu bạn muốn kinh doanh hay bán hàng thành công thì bạn cần phải thật nhuần nhuyễn kỹ năng đàm phán. Admin xin tiết lộ cho bạn một khóa học online có tính ứng dụng cao vào công việc kinh doanh và cuộc sống của bạn có tên Tuyệt chiêu đàm phán. Link đăng ký kèm mã giảm giá 40% đã có ở dưới phần mô tả video này. Những giá trị gì bạn sẽ nhận được? Thứ nhất, khóa học online này sẽ trang bị cho bạn khả năng thuyết phục và lôi cuốn sự chú ý của người khác, tăng cường khả năng kết nối và xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai bạn muốn. Thứ hai, những tuyệt chiêu đàm phán đơn giản nhưng có thể biến câu trả lời của khách hàng từ không thành có. Thứ ba, những tuyệt chiêu liên hoàn để làm cho khách hàng không thể cưỡng lại được để đồng ý mua hàng của bạn. Thứ tư, những tuyệt chiêu đơn giản mà làm cho người bán hầu như sẽ đồng ý với mức giá hợp lý mà bạn đưa ra. Thứ năm, kỹ thuật kiểm soát cảm xúc bản thân để bạn luôn chủ động trong mọi tình huống. Thứ sáu, kỹ thuật điều khiển cảm xúc của đối phương để dễ dàng đưa cuộc đàm phán đi theo hướng bạn muốn. Thứ bảy, làm thế nào để làm cho cả những người cứng đầu nhanh chóng thay đổi quan điểm của họ để họ trở nên dễ chịu hơn với bạn. Thứ tám, làm thế nào để bạn đạt được mục tiêu đàm phán mà đối tác của bạn hầu như không thể nhận ra điều đó. Thứ chín, làm thế nào để chuyển đổi những bất đồng trong quan hệ trở thành đồng thuận. Thứ mười, làm thế nào để phá vỡ sự phản đối và tiến tới đồng thuận. Và người huấn luyện bạn là một luật sư, diễn giả, nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long. Về cơ bản thì cuộc đời là một chuỗi những cuộc đàm phán hàng ngày với bất kỳ ai bạn gặp. Làm chủ kỹ năng đàm phán, bạn sẽ làm chủ cuộc đời. Đăng ký ngay hôm nay ở đường link phía dưới video này để nhận được ưu đãi tốt nhất. Bài học thành công, chúc bạn thành công.